All my life is gone. Chưa biết gì. Chưa biết gì. Cho anh luôn hả em? Thấy chứ em nghĩ anh bị tụt hậu cỡ nào bé. Hương ơi đẩy anh lên đi em. Có lấy lộn ở trong hồ sơ sinh việc đâu mà tôi chưa tên tuổi. Dám ăn đồ nó bị thiêu 3 ngày rồi đó. Thị Màu. Này thầy yêu ơi, em là Thị Màu. Em không biết đâu em. Chấm chím. Mẹ nghe em chấm chím, mẹ có yêu không nào? I could have my Gucci on, I could have my Louis Vuitton. Còn all my life is gone. Em ơi đừng khóc, mơ sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng lo, tương lai vụt tắt. Chưa biết gì. Cho qua đi, cúp quay lại. Này nát tan là nát tan. Chị bông ra ai phong. À rồi qua. Thấy quay phim gật đầu là chịu qua rồi. Hay biết. Qua. Love CC đi. Có bài nào có từ này hả? Trend luôn hả em? Trend luôn. Thấy chứ em nghĩ anh bị tụt hậu cỡ nào bé. Hương ơi đẩy anh lên đi em. Đẩy anh đi. Thầy ơi cho con một quà xem mới đầu năm. Tên tuổi. Ủa? Mình có lấy lộn ở trong hồ sơ sinh việc đâu mà tôi lấy cái tên tuổi. Thời gian lại mỗi vết thương khi ai đó đã từng nói. Thôi lại qua nha. Ra vẻ sao hay ra vẻ quá. Thiên lý. Trời anh biết ăn bông thiên lý sợ thịt bò ngon mà chứ còn cái bài chữ này có chữ thiên lý không biết hát. Cái gì mà một bụng hay một bụng kẹo rồi đó. Trời ơi thì tao để cái mũi tao nghe thúi rồi đó. Trời sao giống lửa đá quý. Nhưng mà ăn cái này vô rồi có bị hôi chân không? Giống ăn đồ nó bị thiêu 3 ngày rồi đó. Rồi nuốt cái vớ vô họng rồi đó. Trời em đứng đây em còn nghĩ cái mùi nữa. Bịch ờ. Nhưng mà nó có cái vị chua chua nha. Pomeranian này là lựu hả? Ờ. Hên rồi. Hên đây. Vô cái không? Vô. Tắt rồi. Cái cống này nó tắt rồi. Thôi nó đi ói kìa. Thấy gớm quá thiệt á. Không có ngửi được đâu. Thật sự bây giờ nếu mà mình ăn mà mình bịt mũi là không nghe quỷ với mọi người. Tôi hiểu lý do tại sao mà hôm nay là hẹn 4 người tới phỏng vấn mà chỉ có tôi đến phỏng vấn rồi. Tôi đã hiểu lý do. Rồi, xong. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Thấy phê vậy lắm mọi người. Mọi người nên đến đây và trải nghiệm. Ha, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình rất nhiều. Bye bye.